Chúa Giêsu nói về ngày Sa-bát. Trong đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu và các môn đệ đi ngang qua cánh đồng lúa vào ngày Sa-bát. Các môn đệ của ngài bứt vài bông lúa và ăn. Người pha ri thấy vậy và trách Chúa Giêsu vì các môn đệ của ngài đang làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đáp lại bằng cách nhắc họ về câu chuyện vua David đã ăn bánh tiến trong đền thờ một điều cũng không được phép theo luật, nhưng đã làm vì nhu cầu cần thiết. Chúa Giêsu kết luận, con người làm chủ ngày Sa-bát Ngày Sa-bát là ngày Thiên Chúa ban cho con người để nghỉ ngơi sau 6 ngày lao động. Đây không chỉ là sự nghỉ ngơi về thể xác mà còn là thời gian để tâm hồn hướng về Thiên Chúa, dâng lời tạ ơn và suy gẫm về tình yêu của Ngài. Trong ngày Sa-bát, người Do Thái thường tham dự các nghi lễ cầu nguyện, học kinh thánh và làm việc bác ái. Ngày Sa-bát trong truyền thống Do Thái là ngày thánh dành cho Thiên Chúa, một ngày nghỉ ngơi và tôn vinh công trình sáng tạo của Ngài. Người pha ri giữ luật rất chặt chẽ, xem việc bứt lúa của các môn đệ là một vi phạm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu giải thích rằng luật sa bát không phải là gánh nặng mà con người phải chịu đựng, mà là ngày để con người thờ phượng và được nghỉ ngơi. Điều quan trọng là lòng nhân ái và nhu cầu của con người chứ không chỉ là việc giữ luật cách máy móc. Ngày sa bát là một trong 10 điều dân mà Thiên Chúa ban cho dân Israel, nhắc nhở họ về sự thánh thiện và quyền tối cao của Thiên Chúa trong cuộc sống. Giữ ngày sa bát là dấu chỉ của sự tôn trọng và vâng lời đối với lời luật Thiên Chúa. Trong Kitô giáo, Ngày Sa Bát còn mang ý nghĩa biểu tượng về sự nghỉ ngơi vĩnh cửu mà các tín hữu sẽ nhận được sau khi hoàn thành hành trình trần thế. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định ngài là Chúa của ngày Sa Bát, nhấn mạnh rằng tinh thần của ngày này là đem lại tự do và hạnh phúc cho con người, chứ không phải gánh nặng của lời luật cứng nhắc. Ngày Sa Bát không chỉ dành cho người giàu có hay người quyền thế mà dành cho tất cả mọi người, kể cả người nô lệ và người nghèo khổ. Đây là một ngày để mọi người đều có quyền nghỉ ngơi, không bị áp lực công việc, qua đó thể hiện tinh thần bình đẳng và bác ái trong xã hội. Ngày Sa-bát cũng là dịp để dân Israel nhớ lại cuộc giải phóng của họ khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập. Nó tượng trưng cho sự tự do và giải thoát mà Thiên Chúa ban cho họ, một cơ hội để cảm nghiệm sâu sắc hơn về lòng thương xót và sự cứu độ của Thiên Chúa. Ngày Sa-bát mang ý nghĩa sâu sắc về sự nghỉ ngơi, tôn thờ Thiên Chúa, sống lòng thương xót và cảm nghiệm về sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người. Trong Kitô giáo, ngày Sa-bát còn nhắc nhở về lòng yêu thương và quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm chủ ngày Sa-bát khi nói con người làm chủ ngày sa bát chúa giê xu khẳng định quyền bính của ngài trên tất cả các luật lệ bao gồm cả luật sa bát ngài đến để hoàn thành lệ luật chứ không phải để hủy bỏ nhưng cũng để chỉ ra rằng luật pháp cần phục vụ con người không phải ngược lại đây là một bài học quan trọng về tình yêu thương và lòng thương xót khi luật lệ không được phép đứng trên nhu cầu thực sự của con người chúa giê xu cho thấy rằng mục đích của ngày sa bát không phải là sự gò bó và hạn chế mà là sự giải phóng và tự do khi ngài chữa lành người bệnh vào ngày sa bát Ngài nhấn mạnh rằng làm điều tốt và cứu người vào ngày này thì hoàn toàn chính đáng. Điều này cũng phản ánh rằng luật pháp phải phục vụ cho sự sống và nhân loại, chứ không phải ngược lại. Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều hành động chữa lành vào ngày Sa-bát, nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng thương xót hơn là tuân theo một cách cứng nhắc các quy định. Ngài muốn nhắc nhở rằng ý nghĩa thật sự của ngày Sa-bát là yêu thương và chăm sóc người khác, chứ không phải chỉ tuân thủ hình thức. Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ luật pháp nhưng để hoàn thành nó. Bằng cách làm chủ ngày Sa-bát, Ngài cho thấy rằng Ngài đang mang lại ý nghĩa đầy đủ và tinh thần sống động của các luật lệ. Luật sa bát không chỉ là nghỉ ngơi thể lý, mà còn là sự nghỉ ngơi và bình an trong Thiên Chúa, điều mà Chúa giê -xu mang đến. Chúa giê làm chủ ngày sa bát không chỉ để khẳng định quyền uy của Ngài, mà còn để dạy dỗ về ý nghĩa thật sự của ngày này, yêu thương, phục vụ và sự tự do khỏi những gò bó của luật lệ không mang lại sự sống. Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh rằng điều cốt lõi trong đạo đức và tôn giáo là tình yêu thương và lòng thương xót không phải việc tuân thủ lề luật một cách máy móc. Trong những phép lạ chữa lành bệnh tật, dù là vào ngày sa bát, Ngài đã chứng minh rằng lòng thương xót và sự quan tâm đến con người là quan trọng hơn việc giữ lề luật một cách hình thức. Trong câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người đàn ông có bàn tay khô héo vào ngày sa bát, Ngài thách thức quan niệm rằng ngày sa bát không thể có bất kỳ hành động chữa lành nào. Ngài nói, ngày sa bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sa bát nhấn mạnh rằng các lề luật phải phục vụ cho lợi ích của con người, không phải ngược lại. Chúa Giêsu cũng dạy rằng điều cốt lõi của lời luật chính là tình yêu. Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng. Và yêu thương người thân cận như chính mình. Lòng thương xót chính là biểu hiện sống động của tình yêu này. Nếu chỉ tuân thủ lời luật mà không có lòng thương xót, thì lời luật trở nên trống rỗng. Chúa Giêsu thể hiện lòng thương xót không chỉ qua những phép lạ chữa lành mà còn qua việc tha thứ tội lỗi. Ngài thường tha thứ cho những người tội lỗi như người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và dạy rằng lòng thương xót của Thiên Chúa vượt trên mọi phán xét của con người. Ngài khuyến khích người ta tha thứ và yêu thương nhau thay vì chỉ lên án và tuân thủ lề luật một cách cứng nhắc. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu sống lòng thương xót, đặc biệt là đối với những người yếu thế, bị bỏ rơi. Ngài kêu gọi chúng ta không chỉ tuân thủ luật lệ, mà còn phải hành động với lòng nhân ái và cảm thông. Sống theo gương Chúa Giêsu có nghĩa là đưa lòng thương xót vào trung tâm mọi quyết định và hành động của mình. Lòng thương xót của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã thể hiện không chỉ vượt trên mọi lề luật mà còn là linh hồn của lề luật Thiên Chúa không đặt ra lời luật để ràng buộc con người, mà để giúp con người sống trong tình yêu thương và lòng bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa, biết sống theo tinh thần yêu thương và lòng thương xót, biết ưu tiên nhu cầu của người khác hơn là hình thức bên ngoài của luật pháp. Amen.